thưa quý vị chúng ta lại còn có cái hay ở trong tiếng việt là một cái loại chữ những âm tiếng tàu thì gọi là một loại ngôn ngữ tượng hình thí dụ người ta viết cái chữ nữ ba cái ba chữ nữ thành ra chữ gian còn người ta viết cái chữ nữ mà nằm ở trong cái chữ môn là cửa có nghĩa là nội trợ là người vợ người vợ là ở nội trợ thì đấy là tiếng tàu Tiếng Hán gọi là chữ ngôn ngữ tượng hình, nhưng mà tiếng Việt nó lại là âm tượng hình. Nó hay là hay ở cái chỗ đó. Đặc điểm lạ lùng nhất của tiếng Việt Nam đã được học giả Lê Văn Siêu nêu lên trong sách Nguồn Gốc Văn Học Việt Nam là những khả năng tượng hình các vật, các việc của một số âm trong tiếng nói. Cái âm chứ không phải cái chữ. Tiếng Hán là chữ ngôn ngữ tượng hình. Còn tiếng Việt mình có cái âm ngữ tượng hình hơn tiếng Hán một bậc. Đó. Thí dụ như là âm y là chỉ những cái vật gì nó nhỏ. Thí dụ như là Việt Nam chúng ta khi nói đến con trí là con vật bé tí mà nếu mình không mở to mắt ra mà chỉ mở hí hí hay tí hí thì không thể nào thấy được. Trong một giống chuột, con chuột nhỏ nhất là con chuột trí. Đây là cái âm ý, y xác ý, đó là con trí. Những cái gì mà có chữ âm ý ở trong đó, đa số là nhỏ. Mắt tí hí cũng là mắt nhỏ. Con chuột nhỏ nhất là chuột trí, chuột chít, đó. Thế xong đấy cái âm y, đấy, y là y sắc ý, phải không? Là cái gì nhỏ nhất, thường là do cái chữ âm ý, trong đó phải có âm ý. Rồi những cái gì mà có cái âm ì, y, huyền y Chỉ những cái gì nặng nề, béo mập Người béo mập thì bụng cứ muốn phì ra Để quý vị thấy chữ phì không? Mập quá cái bụng nó phì ra Còn dáng đi thì sao? Mập quá thì nó ì ạch Quý vị thấy cái hay trong cái ngôn ngữ tiếng Việt ở chỗ đó Cái âm ngữ ở tiếng Việt Bây giờ tưởng tượng cái ông mà bụng phì ra là chúng ta biết ngay ông là ông béo rồi rồi ông ấy đi cái lối đi cũng ì ạch có nghĩa là chậm chạp vì ông mập quá béo quá cho nên nếu âm ý là chỉ những cái vật nhỏ những con nhỏ như là quân trí mắt tí hí ly tí còn cái âm ì có nghĩa là nặng nề béo mập chẳng hạn những cái bụng phì ra chữ phì cũng vậy còn lối đi thì ì ạch rồi chúng ta lại có một âm nữa là âm ọ. Âm ọ là chỉ những gì đen đủi, xấu người, xấu nết. Chẳng hạn như là mặt nhọ. Đấy, trong cái nhọ có cái âm ọ. Là mặt có vết dơ. Chơi nhọ là chơi xấu. Đó. Miệng người sang có gan có thép. Của nhà khó thì nó vừa nhọ vừa thâm đã nhỏ rồi mà nó còn thâm nữa quý vị thấy nó thê thảm như vậy cho nên cái âm ọ là cái âm gì nó dơ dáy bẩn thỉu người xa này miệng có gan có thép còn người nhà ngò nhà nghèo vừa nhọ vừa thâm thế có thê thảm không thế có tủi thân không đấy cái chi âm ọ là như thế chưa hết rồi chúng ta có âm ơ chỉ những cái trạng thái tâm lý lạ lùng khi thấy lạ thì mặt mày ngơ ngác quý vị thấy chữ ngơ có âm ơ ở trong đó giữa những người lạ thì bơ vơ đấy bơ vơ một mình cho nên nó nói lên cái tâm trạng lạ lùng của con người khi thấy lạ thì mặt mày ngơ ngác tâm trạng rất lạ lùng ở với người lạ thì mình cảm thấy mình bơ vơ ở cái xứ lạ mình cũng thấy mình bơ vơ lạc lõng thì cái âm mơ là chỉ những cái trạng thái lạ lùng Bởi vậy cho nên Mặt mày thì phờ phạc Còn trí óc thì lờ mờ Cái chữ phờ chữ lờ Quý vị thấy không? Bơ vơ Đó là âm ơ nhé Thế rồi Âm ỏ ờ. Làm tiếng gốc Chỉ những tiếng Việt mệt Nhiều loại ít không rõ ràng Con cò hay đi lò đò ở bờ ao để mò tôm tép. Quý vị thấy như là con cò là những cái việc con vật nó không được may mắn. Con cò là lội bờ ao. Rất đau khổ ví với người thân đàn bà. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Chàng về nuôi cái cùng con để em đi chảy nước non cao bằng. Cái tâm trạng của người đàn bà khi mà đã phải gánh vác việc giang sơn, nó bơ vơ lạc lõng như là thân một con cò ở dưới dòng sông lạ. Cho nên cái âm ò, những cái chữ mà có âm ò là những cái chữ không được lợi lộc cho lắm và không rõ ràng. Như là mò tôm kép, cái chữ mò cũng vậy, mình có biết là nó ở đâu đâu cho phải mò chứ nếu mình thấy thì mình nhặt lên hoặc lượm lên phải không vì không thấy thì mò tôm dưới đáy biển hay mò kim dưới đáy biển rồi giống như là tò vò nuôi con nhện như con bò làm nhiều mà ăn ít quý vị thêm cái thân con bò nó khổ làm suốt ngày cực khổ mà chỉ ăn ba cái cỏ khô tò vò mà nuôi con nhện rồi chúng ta là có âm ót diễn tả cái sự việc từ thấp lên cao. Cao chót vót. Đấy quý vị thấy chưa? Là cao quá khó, quá khổ. Và với tới, không tới với được, người ta gọi là cao chót vót. Hoặc khó lên tới được. Nó cao quá không lên được, mới gọi là cao chót vót. Rồi chúng ta thoát lên yên ngựa là nhảy thật mau từ dưới đất ngồi trên yên ngựa cho nên cái chữ âm mà âm ót đó là nó chỉ ra từ dưới mà lên cao cao chót vót cũng là cao quá sức thoát lên ngựa tức là nhảy nhanh ở dưới đất thoát một cái là lên lưng ngựa rồi chót dại đấy là lỡ có lỗi với người trên cho nên mới dùng cái chữ chót trên thế giới này không có cái loại ngôn ngữ nào mà nó lại hay như tiếng Việt như vậy quý vị thấy không? Cái âm nó nói lên cái giá trị của cái câu, của cái chữ. Xong rồi chúng ta qua cái chữ âm ong, o n g là tả hình dáng những vật cong. Con ong có thân hình cong theo nhiều chiều. Cái nong để phơi lúa có hình tròn. Cái lọng khi được dương lên để che nắng. Đông lúa là dùng cái đấu hình tròn mà đo lường cái chữ trong nó có chữ ông 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 là chỉ về những cái vật chỉ cong chứ không có thẳng chẳng hạn như là cái nong là tròn cái nong để phơi lúa cái lọng cũng là hình tròn Đâu có về hình thẳng đấu để dương lên che nắng rồi đông lúa là dùng cái đấu để mà đông lúa nó hay là hay ở cái chỗ đó rồi chúng ta lại có cái âm nữa là âm oan, o a n và cái sự uốn cong nhiều lần. Đường ngoằn ngoèo là đường quanh co đấy. Quý vị thấy cái chữ oan ở trong đó, đường ngoằn ngoèo. Soạn xe là cứ quanh quẩn bên mình. Băn khoăn, đấy quý vị thấy không? Thấy cái chữ khoăn, cái âm oan ở trong đó. Băn khoăn là gì? Là không biết xử trí là làm sao. Cho nên mới băn khoăn lo lắng Loan xoăn là hơi cuộn lại Lăng quăng là chạy quanh quẩn không đích Cái âm nó nói lên cái giá trị Cái ý nghĩa của cái chữ Rồi tới cái âm oai o i là cái thể động theo đường tròn nhiều lần chẳng hạn như là chữ xoay nghĩa là xoay tròn xoay xoáy là nơi gặp gỡ của các luồng nước quý vị thấy ở dưới sông nó cái chỗ xoáy là nước nhiều luồng nó cuốn lại và mình lọt vào chỗ đó là nó lôi xuống đáy không thể lên được cái đó gọi là xoáy nước loay hoay là con người bối rối quay đi rồi quay lại mà không biết xử trí như thế nào cho nên người ta mới loay hoay với vấn đề loay hoay với câu chuyện xong giờ là có chữ xoay vần là nói cuộc đời thay đổi ngoáy là quay đảo theo hình vòng tròn đấy cái âm quay quý vị thấy chưa cho nên học tới cái trình độ cao siêu của tiếng việt nó mới hiểu được cái giá trị của ngôn ngữ và con người việt nam rồi cái âm nữa là âm om tả cảnh ở trên cao nhìn xuống dưới Chẳng hạn như câu của Bảo huyện Thanh Quan Lom khom dưới núi tiểu vài chú Lác lác bên sông rợ mấy nhà Cái chữ lom khom trong nó có âm om Là tả cảnh từ trên cao nhìn xuống Lưng cúi cong xuống đi lom khom Con người lưng cong tức là mình cúi lưng xuống Con người mà đi lom khom Tức là con người đó đi không được thẳng người vì họ là người lớn tuổi lưng người ta còng cho nên người ta mới đi lom khom rồi đống củi cháy lom nhom đấy quý vị thấy hay không lửa lom nhom là lửa nơi bếp thắp mới bắt đầu bén vào củi lúc giờ lửa còn là lửa lom nhom cúi lom khom đi lom khom cái âm om nó quan trọng như vậy rồi lại có cái âm óp OP sắc là chỉ những vật đương to bị làm nhỏ lại hoặc đương tròn lại bị ép méo. Sự ép ấy gọi là bóp. Cũ, cũ cái phơi xong thì nó tóp lại. Đấy, quý vị thấy cái âm óp không? Cái lon tròn hay hộp giấy vuông bị méo đi một chỗ gọi là móp che hóp là che nhỏ hơn các loại che khác chóp nón là chỗ nhỏ nhất trên cùng của cái nón thở thoi thóp là hơi thở rất yếu sắp ra đi cho nên cái ngôn ngữ việt nam nó phong phú và nó vô biên chúng ta không thể gói ghém trong một chương trình ước mong những cái chương trình sau chúng ta tiếp tục nói về cái sự phong phú và đặc thù của ngôn ngữ việt nam nó nói lên cái giá trị của con người việt nam bởi vậy cho nên các học giả của thế giới nói rằng người Việt Nam là một dân tộc do Thái ở phương Đông là như thế. Kính thưa quý vị, trước khi nhất là hôm nay chúng tôi lại xin kính chúc quý vị một năm quý mão, tuyệt vời, thành công, hạnh phúc và nhất là những người già như Dương Đại Hải khỏe mạnh để chúng ta yêu đời. Bởi vì năm nay quý vị đừng quên là năm quý mão. Nói đến con mèo là cái vật khôn ngoan. Đàn bà tuổi mèo là những người đàn bà tuyệt vời tại sao vậy con mèo là một con loài mà tinh khôn nhưng mà có một cái tính đàn bà mà tuổi mèo là nó, nó đa nghi đôi khi cái dân đa nghi quá nó làm cho người đàn bà đau khổ nhưng mà người đàn bà tuổi mèo chín chắn chắc chắn làm việc chắc ăn chắc cú gọi là chắc cú mèo có đúng không quý vị cứ ném một con mèo lên trời nó rơi xuống không bao giờ mà nó bị nằm lưng mà nó vẫn rơi bằng bốn chân cái đó là đặc điểm của loài mèo kính thưa quý vị xin ân trên phù hộ chúng ta